ơi, mua xe không cần trả trước nha, không cần đưa trước, có nghĩa là trả trước 0 đồng. Mọi người chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip gặp plan thì là sẽ hỗ trợ mọi người riêng ngay một em xe xin cực kỳ sang đẹp và màu cực kỳ trẻ trung như thế này nha. Thì bên cửa hàng nó có rất là nhiều những dòng xe không trả trước, bên đó có cả một cái dòng xe em xe Winner này nữa nha. Và cửa hàng mọi người khi mới mua xe gọi trước qua video nó sẽ hỗ trợ giảm giá 2 triệu tiền đi lại cho cả nhà luôn, giảm trực tiếp vào giá xe luôn nha. Và bao độ hồ sơ thì mọi người có gọi trước qua video ngày hôm nay. Thiết kế này là một em xe sơn 3D tại cửa hàng của anh nha, cà vẹt sẽ là màu trắng cam nè, trắng bóng và tem cam. Thì mọi người thấy là cái tem này là tem chùm nó sơn thiết kế lên nha, không cần là dán tem, cho nên mọi người sử dụng rất là bền bỉ ha. Mình rửa xe xịt xe không sợ bay tem nè. Và Loan sẽ hỗ trợ bảo hành nước sơn cho cả nhà mình từ 1 đến 2 năm. Máy móc bảo hành 30.000 km hoặc là 3 năm cho cả nhà mình luôn nha. Cửa hàng của Loan thì ở Bến Cát, Bình Dương. Khi mà mọi người có nhu cầu mua xe gọi trước thì Loan có giảm 2 triệu tiền đi lại cho cả nhà luôn nha, giảm trực tiếp vào giá xe luôn. Và em xe này thì Honda Winner đó. Và thiết kế của em này thì trang bị khóa thông minh nè, đời mới nhất luôn cả nhà. Và xi nhan đã tích gọn sẵn nè. Và đặc biệt cái em này rất là xịn vì nó có một cái bánh mâm cực kỳ là đẹp luôn. Mâm xe trắng mâm màu vàng đồng, nhìn rất là nhìn nó trẻ hơn mâm đen đó cả nhà. Đó, và em xe này Loan có lên một chút xíu cái phụ kiện nhẹ nhẹ cho xe thôi nha. Loan có lên là ba ga nè. Đó. Ba ga titan nè. Cái này là chống đổ sau nha. Và hiện nay cửa hàng nó đang hỗ trợ giá em xe này với giá là 38. Cả nhà mình gọi trước nó sẽ giảm 2 là chỉ còn 36 triệu thôi. Cửa hàng của Loan hiện nay đang ở Bến Cát, Bình Dương gần khu du lịch Đại Nam. Gọi trước thì Loan sẽ hỗ trợ bao độ hồ sơ và giảm giá 2 triệu tiền đi lại, hoa hồng cao cho người giới thiệu luôn. Và đặc biệt là thu xe cũ đổ xe mới rất là cao. Thì mọi người hãy cùng Loan mình đi vào trong cửa hàng, mình tham khảo thêm một số những cái mẫu xe tại cửa hàng nữa nha. Cả nhà ơi, ngoài cái mẫu xe lúc nãy thì mọi người có thể cùng em Loan tham khảo thêm cái mẫu màu xe này nữa nha. Em này thì thiết kế là màu xám tím, tím iPhone nha, màu nhẹ nhàng hơn, lạ lạ hơn một chút xíu. Thì Loan sẽ báo giá xe cho cả nhà mình đồng giá nha. Đây là một em xe màu xám đen nè, xám bóng nhé. Đây, mẫu là xám luôn, màu xám xám ha. Và đây là màu xanh, xanh xi măng này cả nhà, xanh vàng nha. Kế tiếp Loan có một em xe màu xanh ngọc. Nói chung là bên cửa hàng nó có rất là nhiều gam màu, thích màu tối cũng có, màu sáng cũng có, màu trung trung cũng có luôn nha. Và đây là một em xe màu xanh lá. Trời ơi, hai cái màu này là màu bao sáng, bao nổi, bao đẹp luôn nè. Mới rất là lâu. Và kế tiếp là sẽ có một em xe màu đỏ nhám nè, màu đen bóng. Và đây là em xe màu đen vàng ha. V3, V4 hiện nay đều là đời mới, đều có khóa thông minh và có cổng sạc điện thoại chuyên dụng. Mọi người mua xe không cần trả trước ha, đưa trước cho cần mang căn cước công dân đi là được rồi. Và mình nếu mà mình có điều kiện cao, mình muốn mua góp thì mình muốn lấy cả về gốc như là mua tiền mặt thì mọi người đưa trước và tầm 10 triệu trở lên là có thể lên hồ sơ. Cửa hàng Loan làm việc từ thứ hai đến chủ nhật không có ngày kỹ, chuẩn bị đến tháng 9 rồi, kỳ lương tháng 9. Anh chị em mình đang có nhu cầu mua xe thì hãy lưu ngay số Zalo của Loan lại đi nha, mình nhắn tin để Loan tư vấn xe cho cả nhà mình kỹ hơn và đặt lịch cho cả nhà đến tháng 9 lên cửa hàng mua xe để được hỗ trợ đi lại là 2 triệu đồng, bao đậu hồ sơ và mang xe về nhà nhanh gọn lẹ nhất luôn. Cảm ơn cả nhà vì đã theo dõi video của Loan ngày hôm nay nha.